Mình đó đang cơm chuẩn bị chạy ra nha. Cái này là chiều rồi, 4 giờ mấy nha. 4 giờ mà mấy giờ bạn? Đang cơm. Đợt rồi anh bên đó thì đi có hai người nha. Đợt này có thêm bằng em trai nữa là ba người. Cái này nói chung thì đi ba người là vừa làm luôn. Một người chạy, hai người bạn ở đằng sau. Rồi kẹt thì anh tài công ra làm tiếp luôn á. Đó, sáng ảnh chạy ra đó, anh chạy anh chặt vô dây neo á, không thấy dây neo nước đứng dây neo lừng lên á, anh chặt cái là gỡ là khoảng nửa tiếng đồng hồ vậy mới xong á. Thì anh buộc lái anh ông anh này nè. Mình đi thì cũng đang chuẩn bị kéo cào ra. Thì có một em gái chạy đò đưa khách ra ngoài hồ người chạy vô á. Đó, giữ chờ. Chơi bô chế luôn hả bạn. Bô chà bá lửa luôn. Gắn cái nọng luôn nổ cái tiếng cho nó ấm á. Đó, này anh đứng ở đằng sau anh nói cái gì với anh ở đằng trước nè. Đó, nói vụ gì đây? Đang kéo cào ra. Đây cái mẻ khô của mình cũng chuẩn bị khô rồi các bạn. Đó, nhìn ngon chưa? Khô với lông kìm. Qua phơi một nắng rồi, bữa nay phơi được cái nửa nắng nè, vì người giấc sáng đó có hơi 15 gram, người tới trưa mới đem ra phơi được á. Cá nhìn rất là ngon luôn á. Đi làm chén mắm me ớt dầm mớt thì cái cây cái bỏ chảo chiên cái ăn là hết sảy luôn á. Đang kéo cạo ở đây. Hôm nay mình quay dắt chiều cảnh sinh hoạt đồ của mấy anh em ướt cơm cho các bạn xem á. Cạo bên cỡ này á, cỡ này vô vụ cá lớn rồi, chạy toàn là cá 46 với cá 57 không à. Thì hôm cũng có mấy đám mưa đó, mưa tới đâu 2-3 giờ sáng vậy đó. Mày tạnh mình không có quay cho các bạn xem được á. Mình kéo cũng giả 7-8 kết, có mưa cả chục kết đó bạn. Cũng đều đều á, sáng này vô cũng đỡ đỡ á, cũng đâu gần thắng cá. Cái này trời nắng cá cũng có giá lại rồi, cũng mười mấy ngàn một ký á. Thì bên đây có ông bạn này ông chạy hôm nay chạy chung với mình nè. Đó giờ bữa nay đổi hướng rồi. Đi vô hướng mặt trướng trong này rồi. Đi hướng khoảng 160 170 độ vậy đây. Có một chiếc cũng chạy trước luôn đó bạn. Đó một trước có một chiếc anh này chạy theo sau nè. Nối đi theo sau á. Thì vỏ ông anh này neo lái mình á, anh ba đây, đó cái mô neo nè, lắc lư dưới nè, đó cái công dây sáng á, trời cũng có mưa đó, công dây cái bánh xe nè nó giật, giật cái mô neo nó văng xuống dưới luôn, rảnh thì mí trên từ con luân xanh này trở lên trên chưa lúc keo á, từ cái miếng luân xanh trở xuống ở dưới lường thì lúc keo rồi á. Đó, bạn đang bắt cào ra. Đó, đó mình thấy có chiếc du thuyền kìa. Dương bờm ra luôn.
tiền đó cũng khá là xa. Đó, dừng bơm ra bà, chạy là khỏi cần máy luôn á. Oh,